Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 50. Đấng quyền năng là Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va đã phán và gọi thiên hạ từ hướng mặt trời mọc cho đến hướng mặt trời lặn, từ Si-ôn tốt đẹp toàn vẹn, Đức Chúa Trời đã sáng chói ra. Đức Chúa Trời chúng tôi đến không nín lặng đâu. Trước mặt Ngài có đám lửa cháy thiêu, chung quanh Ngài một trận bão dữ dội. Ngài kêu các tầng trời trên cao và đất ở dưới đặng đoán xét dân sự Ngài. Hãy nhóm lại cùng ta, các người thánh ta, là những người đã dùng của tế lễ lập giao ước cùng ta. Các tầng trời sẽ rao truyền sự công bình Ngài, vì chính Đức Chúa Trời là quan xét. Hỡi dân ta, hãy nghe, ta sẽ nói. Hỡi Israel, hãy nghe, ta sẽ làm chứng nghịch ngươi. Ta là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ chẳng trách ngươi vì cớ cắt của tế lễ ngươi, cũng chẳng quở ngươi tại vì những của lễ thiêu hằng ở trước mặt ta. Ta sẽ không bắt bò đực nơi nhà ngươi, cũng chẳng lấy dê đực trong bầy ngươi. Vì hết thảy thú rừng đều thuộc về ta, các bầy súc vật tại trên ngàn núi cũng vậy. Ta biết hết các chim của núi, mọi vật hay động trong đồng ruộng thuộc về ta. Nếu ta đói, ta chẳng nói cho ngươi hay, vì thế gian và muôn vật ở trong đều thuộc về ta. Ta há ăn thịt bò đực hay là uống huyết dê đực sao? Hãy dâng sự cảm tạ, làm của lễ cho Đức Chúa Trời, và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao. Trong ngày gian truân, hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng kẻ ác rằng: nhân sao ngươi thuộc lại các luật lệ ta, vì cớ gì miệng ngươi nói về sự giao ước ta? Thật, ngươi ghét sự sửa dạy, bỏ sau lưng ngươi các lời phán ta. Khi ngươi thấy kẻ ăn trộm, bèn ưng lòng hiệp với họ. Ngươi đã chia phần cùng kẻ ngoại tình. Ngươi thả miệng mình nói xấu, buông lưỡi mình theo dệt sự dối gạt. Ngươi ngồi nói chuyện hành anh em ngươi, dèm chê con trai của mẹ ngươi. Đó là điều ngươi đã làm, còn ta nín lặng. Ngươi tưởng rằng ta thật y như ngươi, nhưng ta sẽ trách phạt ngươi, trương các điều đó ra trước mặt ngươi. Vậy, hỡi các người quên Đức Chúa Trời, khá suy xét điều đó, kẻo ta xé nát ngươi, không ai giải cứu chăng? Kẻ nào dâng sự cảm tạ, làm của lễ tôn vinh ta, còn người nào đi theo đường ngay thẳng, ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chương 12. Đương thuở đó, vua Herod hà hiếp một vài người trong hội thánh. Vua dùng gươm giết Gia Cơ là anh của Giăng. Thấy điều đó vừa ý người Giuđa nên cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa. Bây giờ nhằm ngày ăn bánh không men. Vậy vua bắt người và hạ ngục, phó cho 4 ngũ binh canh giữ, mỗi ngũ có 4 tên lính. Vua toan đợi lúc xong lễ vượt qua thì bắt người ra hầu trước mặt dân chúng. Vậy Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Vả đêm rạng ngày mà Herod định bắt Phi-e-rơ ra hầu, người đang mang 2 xiềng ngủ giữa 2 tên lính và trước cửa có quân canh giữ ngục. Thình lình một thiên sứ của Chúa đến và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh thức người mà rằng: hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn rớt ra khỏi tay người. Kế đó thiên sứ nói rằng: hãy nịt lưng và mang dép vào đi. Phi-e-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp: hãy mặc áo ngoài và theo ta. Phi-e-rơ ra theo, chẳng biết điều thiên sứ làm đó là thật, song tưởng mình thấy sự hiện thấy. Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất rồi vọng thứ nhì, thì đến nơi cửa sắt là cửa thông vào thành. Cửa đó tự mở ra trước mặt hai người, rồi hai người vượt ra khỏi, đi lên đằng cái. Tức thì thiên sứ lìa Phi-e-rơ.
Phi-e-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng: Bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài giải cứu ta ra khỏi tay Herod cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi. Người suy nghĩ lại điều đó, rồi đến nhà Mary, mẹ của Giăng cũng gọi là Mát, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Người gõ cửa nhà ngoài, một con đòi tên là Roder đến nghe, nhận biết tiếng Phi-e-rơ nên mừng rỡ lắm, đến nỗi chẳng mở cửa nhưng trở chạy vào báo tin rằng Phi-e-rơ đang đứng trước cửa. Người ta nói rằng mày sáng, song nàng quyết là quả thật. Họ bèn nói ấy là thiên sứ của người. Nhưng Phi-e-rơ cứ gõ cửa hoài. Khi mở cửa thấy Phi-e-rơ, hết thảy đều kinh hãi. Những người lấy tay ra dấu, biểu chúng làm thinh, rồi thuật lại cho biết Chúa đã dùng cách nào cứu mình khỏi ngục. Đoạn người lại dặn rằng hãy cho Gia-cơ và anh em biết điều này. Rồi đó người bước ra sang nơi khác. Đến sáng, trong bọn lính có sự xôn xao rất lớn vì chúng nó chẳng hay Phi-e-rơ đi đâu. Vua Herod sai tìm người nhưng tìm chẳng được, bèn tra hỏi bọn lính rồi truyền lệnh dẫn chúng nó đi giết. Đoạn người từ xứ Giu-đê xuống thành Cesare ở lại tại đó. Vả vua Herod căm giận dân thành Tyre và dân thành Sidon. Chúng đã được lòng quan hầu của vua là Balatut rồi, bèn đồng lòng đến cùng vua mà xin hòa, vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua. Đến kỳ, vua Herod mặc áo chầu, ngồi trên ngai, truyền phán giữa công chúng. Dân chúng kêu lên rằng, ấy là tiếng của một thần, chẳng phải tiếng người ta đâu. Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Herod, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và vua bị trùng đục mà chết. Bây giờ, đạo Đức Chúa Trời tấn tới rất nhiều, càng ngày càng tràn thêm ra. Ba-na-ba và Sao-lơ làm chức vụ mình xong rồi, bèn từ thành Giê-ru-sa-lem trở về thành Antioch, dẫn theo Giăng, cũng gọi là Mát. Chương 4. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng, khi nào ai lầm lỡ mà phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va và làm điều chẳng nên làm, nếu là thầy tế lễ chịu sức dầu rồi mà phạm tội, và vì cớ đó gây cho dân sự phải mắc tội, thì vì tội mình đã phạm, người phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con bò tơ không tỳ vít chi, đặng làm của lễ chuộc tội. Người sẽ dẫn bò tơ đó đến cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, nhận tay mình trên đầu nó, rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ chịu sức dầu rồi sẽ lấy huyết bò tơ đem vào trong hội mạc, nhúng ngón tay mình trong huyết, rải 7 lần trước mặt Đức Giê-hô-va, đối ngang bức màn nơi đền thánh. Đoạn, thầy tế lễ sẽ bôi huyết trên các sừng của bàn thờ sông hương ở trong hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va và đổ hết thảy huyết bò tơ nơi chân bàn thờ về của lễ thiêu để trước cửa hội mạc. Người phải gỡ những mỡ của con bò dùng làm của lễ chuộc tội, tức là mỡ chài và mỡ bộ lòng, 2 trái cật, mỡ trên 2 trái cật nơi cạnh hông, tấm da mỏng bọc gan gỡ gần nơi 2 trái cật, như gỡ các phần này của bò tơ dùng làm của lễ thù ân. Rồi thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ về của lễ thiêu. Còn da, hết thảy thịt, đầu, giò, bộ lòng và phẫn, tức con bò tơ nguyên, người phải đem ra khỏi trại quân đến một nơi tinh sạch là chỗ họ đổ tro, rồi chất trên củi nơi lửa và thiêu nó đi, tức là thiêu nó tại chỗ đổ tro vậy. Nếu cả hội chúng Israel vì lầm lỡ phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va và làm điều không nên làm mà vốn không tự biết và vì cớ đó phải mắc tội, nếu tội phạm ấy vừa mới lộ ra, thì hội chúng phải dâng một con bò tơ đặng làm của lễ chuộc tội, dẫn nó đến trước hội mạc. Các hội trưởng phải nhận tay mình trên đầu bò tơ, rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ chịu sức dầu rồi sẽ đem huyết con bò tơ vào hội mạc, nhúng ngón tay mình trong huyết, rải 7 lần trước mặt Đức Giê-hô-va, đối ngang bức màn. Đoạn, người sẽ bôi huyết trên các sừng của bàn thờ trong hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi đổ huyết hết dưới chân bàn thờ về của lễ thiêu để trước cửa hội mạc. Người cũng gỡ hết thảy mỡ đem xông trên bàn thờ. Cách dâng con bò tơ này cũng như cách dâng con bò dùng làm lễ chuộc tội. Ấy vậy,
thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho hội chúng và tội hội chúng sẽ được tha. Đoạn, người phải đem con bò tơ đó ra ngoài trại quân, thiêu đi như đã thiêu con bò tơ trước, ấy là của lễ chuộc tội cho hội chúng. Ví bằng một quan trưởng nào, vì lầm lỡ phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời mình mà làm điều không nên làm và vì cớ đó mắc tội. Khi nào người ta tỏ ra cho quan trưởng đó biết tội mình đã phạm, thì người phải dẫn đến làm của lễ mình một con dê đực không tỳ vít chi, nhận tay mình trên đầu dê đực đó, rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi giết các con sinh dùng làm của lễ thiêu. Ấy là của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết của con sinh tế chuộc tội, bôi trên các sừng bàn thờ về của lễ thiêu và đổ huyết dưới chân bàn thờ. Đoạn, xông hết mỡ trên bàn thờ như cách xông mỡ về của lễ thù ân. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người và tội người sẽ được tha. Nếu một người nào trong dân chúng vì lầm lỡ phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm điều không nên làm và vì cớ đó phải mắc tội, khi nào người ta tỏ cho người đó biết tội mình đã phạm, thì người phải vì cớ tội mình dẫn đến một con dê cái không tỳ vít chi dùng làm của lễ, nhận tay mình trên đầu con sinh tế chuộc tội, rồi giết nó trong nơi giết con sinh dùng làm của lễ thiêu. Thầy tế lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết, bôi trên các sừng bàn thờ về của lễ thiêu và đổ hết huyết dưới chân bàn thờ, rồi gỡ hết mỡ như cách gỡ mỡ về của lễ thù ân, đem xông trên bàn thờ, làm của lễ có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người đó, thì tội người sẽ được tha. Nếu của lễ chuộc tội người bằng chiên con, thì phải dâng một con cái chẳng tỳ vít chi, nhận tay mình trên đầu con sinh tế chuộc tội, rồi giết nó tại nơi giết con sinh dùng làm của lễ thiêu. Đoạn, thầy tế lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết, bôi trên các sừng bàn thờ về của lễ thiêu, và đổ hết huyết dưới chân bàn thờ, gỡ hết mỡ như cách gỡ mỡ của chiên con dùng làm của lễ thù ân, đem xông trên bàn thờ như các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người đó, thì tội người sẽ được tha. Chương 5. Khi người nào làm chứng bị bắt thề rồi và phạm tội vì không tỏ ra điều mình đã thấy hay là đã biết, thì người đó sẽ mang tội mình. Khi ai sẽ đụng đến một vật ô uế, hoặc thây của con thú nhà không tinh sạch, hoặc thây của con thú rừng không tinh sạch, hoặc thây của loài côn trùng nào không tinh sạch mà không tự biết, thì sẽ bị ô uế và mắc tội. Khi ai, hoặc tự biết hay không biết, sẽ đụng đến sự ô uế nào của loài người, không cứ bị ô uế cách nào, thì cũng sẽ mắc tội. Khi ai nói sơ ý thề thốt làm ác hay là làm thiện, mặc dầu cách nào, trước không ngờ đến, rồi sau lại tự biết, thì ai đó sẽ mắc tội trong điều này hay là điều kia. Vậy, khi nào ai mắc tội về một trong các điều này, thì phải xưng mình phạm tội chi? Rồi, vì tội mình đã phạm, dẫn đến Đức Giê-hô-va một con cái trong bầy súc vật nhỏ, hoặc chiên cái hay là dê cái, đặng làm của lễ chuộc tội, thì thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người. Nếu không phương thế lo cho có một chiên cái hay là một dê cái được, thì phải vì tội mình đã phạm, đem đến cho Đức Giê-hô-va một cặp cừu hay là cặp bò câu con, một con dùng làm của lễ chuộc tội, một con dùng làm của lễ thiêu. Người sẽ đem cặp đó đến cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ dâng trước con dùng làm của lễ chuộc tội, vặn rứt đầu gần nơi gáy cổ không gãy lìa ra. Đoạn, rải huyết của con sinh tế chuộc tội trên một phía của bàn thờ. Huyết còn dư lại thì vắt dưới chân bàn thờ. Ấy là một của lễ chuộc tội. Còn chim kia, người phải tùy theo lệ đã định, dùng làm một của lễ thiêu. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ vì người đó làm lễ chuộc tội người đã phạm, thì tội người sẽ được tha. Nếu không phương thế lo cho có một cặp cừu hay là cặp bò câu con được, thì người vì tội mình đã phạm phải đem 1/10 epha bột lọc làm của lễ chuộc tội. Không nên đổ dầu trên và cũng không nên thêm nhũ hương vì là một của lễ chuộc tội. Người sẽ đem bột đó đến thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ bốc một nắm làm kỷ niệm và xông trên bàn thờ như cách xông của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va.
ấy là một của lễ chuộc tội. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ vì người đó làm lễ chuộc tội người đã phạm về một trong mấy điều này, thì tội người sẽ được tha. Bộ còn dư lại sẽ thuộc về thầy tế lễ như trong cuộc của lễ chay vậy. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, khi nào ai ở bất trung, lầm lỡ phạm đến vật thánh của Đức Giê-hô-va, thì ai đó vì sự mắc lỗi mình phải dẫn đến Đức Giê-hô-va một con chiên đực không tỳ vít chi bắt ở trong bầy, đánh giá bằng siết lơ bạc tùy theo siết lơ của đền thánh, ấy sẽ là một của lễ chuộc sự mắc lỗi. Người đó phải bồi thường và phụ thêm 1/5 giá trị của vật mình đã phạm đến nơi đền thánh, rồi giao vật đó cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ dùng chiên con đực về của lễ chuộc sự mắc lỗi mà làm lễ chuộc tội cho người ấy, và tội người sẽ được tha. Khi nào ai phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va mà không tự biết và làm điều không nên làm, thì ai đó sẽ mắc lỗi và mang lấy tội mình. Người vì sự lỗi mình phải dẫn đến thầy tế lễ một con chiên đực không tỳ vít chi bắt trong bầy, tùy theo ý ngươi đánh giá, rồi thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc lỗi cho người đã lầm lỡ phạm tội và không tự biết, thì lỗi người sẽ được tha. Ấy là của lễ chuộc sự mắc lỗi, người hẳn phải mắc lỗi cùng Đức Giê-hô-va vậy. Chương 6. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, khi nào ai mắc tội phạm đến Đức Giê-hô-va hoặc nói dối cùng người lân cận mình về đồ vật gửi hay là tin mà giao cho, hoặc về một tài vật trộm cắp hoặc giật lấy của người lân cận mình, hoặc nếu xí được một của mất mà nói dối về của đó, hoặc thề dối về một trong các việc người ta phạm tội được, khi nào đã phạm và mắc lỗi như vậy thì phải trả lại vật mình đã ăn cắp, hoặc vật đã giật lấy, hoặc vật đã tin gửi cho, hoặc vật làm mất xí được, hoặc về các món người đã thề dối. Người phải thường nguyên lại và phụ thêm 1/5 giá trị mà giao cho chủ vật đó ngày nào mình dâng của lễ chuộc sự mắc lỗi. Tùy theo sự đánh giá của ngươi, người ấy phải bắt trong bầy một chiên đực không tỳ vít chi dẫn đến thầy tế lễ mà dâng cho Đức Giê-hô-va đặng làm của lễ chuộc sự mắc lỗi mình. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va, thì lỗi người sẽ được tha, bất luận lỗi nào người đã mắc. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, hãy truyền lệnh này cho A-rôn cùng các con trai người. Này là luật về của lễ thiêu. Của lễ thiêu phải ở trên đống lửa tại bàn thờ trọn đêm cho đến sáng mai, và lửa của bàn thờ giữ cho cháy luôn. Thầy tế lễ sẽ mặc áo lá trong và quần bằng vải gai che thân mình, rồi hốt tro của lửa đã đốt của lễ thiêu trên bàn thờ và đổ gần bên bàn thờ. Đoạn, cởi áo này, mặc áo khác, đem tro này ra ngoài trại quân, đổ trong một nơi tinh sạch. Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn luôn, không nên tắt. Mỗi buổi sáng, thầy tế lễ sẽ lấy củi chụm lửa thêm, sắp của lễ thiêu lên trên và xông những mỡ về của lễ thù ân tại đó. Lửa hằng cháy luôn luôn trên bàn thờ, chẳng nên tắt. Đây là luật về của lễ chay. Các con trai A-rôn phải dâng của lễ này tại phía trước bàn thờ, trước mặt Đức Giê-hô-va. Họ sẽ lấy một nắm bột lọc trong của lễ chay và dầu, cùng hết thảy nhũ hương ở trên, đem xông trên bàn thờ làm kỷ niệm về một của lễ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Phần còn dư lại, A-rôn và các con trai người sẽ ăn không pha men tại một nơi thánh, tức là ăn tại hành lang của hội mạc. Họ không nên nấu bột đó với men, ấy là phần ta cho họ do trong các của lễ ta dùng lửa dâng lên, thật là một vật chí thánh như của lễ chuộc tội và của lễ chuộc sự mắc lỗi. Phàm người nam trong vòng con cái A-rôn sẽ ăn lấy, ấy là một luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi về những của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ai đụng đến những của lễ đó sẽ nên thánh. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, này là của lễ A-rôn và các con trai người phải dâng cho Đức Giê-hô-va trong ngày họ chịu phép sức dầu. 1/10 ê-pha bột lọc làm của lễ chay thường thường, sáng 1/2, chiều 1/2. Của lễ đó sẽ chiên sẵn trên chảo trộn với dầu. Chín rồi, người phải đem đến cắt ra từ miếng sẵn, dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Con trai nào của A-rôn chịu sức dầu đặng thế cho người làm thầy tế lễ cũng phải dâng của lễ này.
ấy là một luật lệ đời đời trước mặt Đức Giê-hô-va. Họ phải xong hết trọn của lễ này. Phàm của lễ chay của thầy tế lễ nào thì phải đốt hết, không nên ăn. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng: hãy truyền cho A-rôn và các con trai người rằng đây là luật về của lễ chuộc tội. Phải giết con sinh tế chuộc tội trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi người ta giết con sinh về của lễ thiêu, ấy là một vật chí thánh. Thầy tế lễ đứng dâng con sinh tế chuộc tội phải ăn thịt nó trong một nơi thánh, tức là trong hành lang của hội mạc. Hễ ai đụng đến thịt con sinh sẽ nên thánh, và nếu huyết nó văng trên áo nào thì phải giặt áo đó trong một nơi thánh. Nồi đất dùng nấu thịt đó sẽ đập bể đi. Nếu nồi nấu bằng đồng thì sẽ cạo và rửa nước cho sạch. Hễ người nam trong vòng những thầy tế lễ sẽ ăn thịt đó, ấy là một vật chí thánh. Nhưng chẳng nên ăn thịt con sinh tế chuộc tội có huyết nó đem vào hội mạc đặng làm của lễ chuộc tội nơi đền thánh. Hãy đốt nó đi. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.